Hello, em xin chào tất cả các cô chú anh chị em đã quay lại với kênh Hiếm Mái. Đây mọi người ơi, ba con sù luôn này. Con này lông ngắn nhất này, con này đỏ nhạt hơn này. Đấy, con đỏ nhạt hơn này. Con này cái này, con ấy đực đúng không con? Con này đực này, đỏ nhạt hơn này. Đấy, con này cái này, con kia cái kìa. Đấy, con đi bắt con kia vào đây. Đây là cái đàn này là lần trước em vào một lần rồi. Lần trước em vào một lần rồi thì gặp bà chủ, nhưng hôm nay đi vào ấy. Đi vào nhưng mà không gặp bà ấy đâu. Đấy. Không gặp ở đâu, không bà và không gặp bà ấy đâu luôn. Đây này. Đây là một cái lán của người ta thôi. Người ta nuôi chó ở đây để trông nhà, giữ nhà đấy thôi. Đây cái chỗ này là khu vực tái định cư mới này. Xin chào cả. Đấy, đang xây dựng quy hoạch đây này. Máy xúc máy cẩu đang hoạt động này. Đấy. Em vừa ngó qua con kia, con đực kìa. Con đực đuôi vắt trái kìa. Con này con cái lông ngắn nhất này. Con đằng sau con đỏ tiền sô-cô-la này, con ngắn nhất này. Đấy. Còn một con nữa đâu nhỉ? Cái con kia khôn hết nhỉ? Con kia nó không ra ngoài mấy đâu. Đây này mọi người ạ. Đây này người ta cho ăn như này này. Đấy, cứ rắc cơm ra đây cho ăn thôi. Bà này cũng già, khá là già rồi mọi người ạ. Để cái nhà ở đây nuôi chó không là... Con cái đàn này này, hôm trước em vào đây thì là con mẹ nó vẫn còn. Em biết con mẹ này rất là đẹp, nhưng mà em gạ rất là nhiều lần mua nhưng mà không được. Thế hôm rồi bảo là em qua đây thì hôm nay em không làm video, hôm qua em qua đây thì em thấy họ bảo là con chó mẹ nó bị chết. Đẻ được đàn này được hơn một tháng thì nó chết. Đấy, bây giờ lên bọn này nó mới còi dí như này đây mọi người ạ. Đấy, ở đây còn một con đàn nữa cơ. Đây còn một đàn nữa cơ. Đây này. Đây còn đàn nữa cơ. Còn đàn này thì người ta đẻ 4 con kìa. 5 con chứ. 3 con đen, 2 con trắng kìa. Xinh phết mọi người ạ. Đấy. Cứ con cần nó cắn nhá. Không quen nó cắn cho đấy. Đấy. Nhưng mà con chó này nó là chó ta đâu mọi người. Con chó này huyền để kép hai chân sau này. Đấy. 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 Như bọn này hôm trước em hỏi thì cũng gạng hỏi thì người ta báo giá 10 triệu một con. Báo giá, đây, người ta báo giá 1 triệu, 10 giờ khôn đi, con này khôn chưa? Con này khôn chưa? Nó một mình chui trong này. Đấy, tối nó ngủ, chắc là nó cứ ngủ trong này thôi. Muốn bắt nó cũng khó này, như con kia kìa. Đấy, kìa. Như con kia khôn chưa? Nó ở trong kìa, chui ở trong kia, không bắt được nó luôn nè. Đấy. Để chắc là dứt cơm ra đây ăn được con nào ăn. Có hai con cái này, con này cái này lông ngắn nhất này, con cái trong kia lông dài hơn kìa. Đấy, con này con đực này. Đấy, con này con cảm giác nó to hơn đấy. Lông nó xù hơn thì sẽ to hơn. Con này lông, con này lưỡi đốm nhiều lắm, lưỡi đốm nhiều lắm, vạch lên lưỡi một chân. À không phải con này, không phải con này đốm nhiều, con này là cái gọi là có đốm thôi. Đốm nhiều là con này này. Đây, cho xem của con này. Nhỏ nhất thì là đẹp nhất. À đốm lưỡi. Kia à, con này phải kiểm tra là con này đốm nhiều nhất này. Cái con khôn này ở trong này này. Nhưng mà con này đấy. Đẹp hơn. Cái. Hai cái màu đậm hơn này mọi người ạ. Hai cái đậm hơn này. Đấy. Khổ thân bọn nó là hơn một tháng đã phải tách sữa mẹ rồi nên là nó hơi còi một tí, chắc tầm đấy nó khoảng 3 cân thôi mọi người, 3 cân rưỡi thôi, chưa cân đâu, những khoảng tầm đấy. Đây nhìn chắc chưa kìa, nhưng mà nó khỏe. Chính là anh chị em nuôi bọn này nó nhàn này, nó không, nó cai sữa từ nhỏ ấy, nó cai sữa từ nhỏ nên là nuôi nó cũng nhàn này đấy. Đây này. Đấy, con này. Hả? Thích con này nhất á? Thích con này thì bắt con này. Này con này khôn đấy. Tai một bên vênh một bên không vênh kìa. Con này này, tai nó một bên dựng kìa. Đấy, một bên nó kiểu cục cục mắt xanh lè này. Đấy, không sờ được nó luôn. Đấy, ôi da. Xem nào. Ui lưỡi đốm gần hết này. Đấy, lưỡi đốm gần hết này, đỏ tuyền luôn đấy. Đúng hết này, lông này dài này. Đấy, khôn hết con này, sờ không sờ được nó luôn.
Đây, đúng lưỡi này. Ở tí người chờ người ta về thì bắt nó một con. Đấy. Con nào cũng đẹp mọi người ạ. Mỗi tội là chính cái bọn này nuôi rất là nhàn luôn đấy. Đấy, mắt xanh luôn. Đây, đưa giờ cái mắt này xem nào. Đấy, con nào cũng mắt xanh lè luôn. Đây này. Đấy, mắt xanh lè luôn, đấy chưa? Sổi lông con này cũng dài đấy, bởi vì là nó bị tách sữa, nó không bụ bẫm như những con chó người ta nuôi. Nếu mà con chó như con này mà được như người ta nuôi thì con đàn này chắc là đẹp lắm đây. Đấy. Kìa, đang đói kìa. Đang đói ăn cơm kìa. Mọi người ạ. Đang đói đang ăn kìa. Đấy, bác nào mà có nhu cầu em qua số điện thoại 0777516333 nhé, em bắt thì đàn em bắt hộ cho. Bác nào thích thì em bắt hộ cho. Đấy. Nào thích em bắt hộ cho. Thì khả năng nó vào khoảng tầm 9 triệu. Hôm rồi em hỏi thì bà bảo là 10 triệu con. Đấy, 10 triệu con. Nhưng bây giờ ấy chắc là vẫn làm giá được. Đấy, để tí em hỏi cụ thể như nào thì mọi người cần thì cứ em qua số điện thoại nhé. Thì em sẽ xử lý cho mọi người cái đàn này. Đấy. Khôn phết, nó không chạy lên đường luôn nhá. Nó chỉ quanh quanh ở dưới này thôi mọi người. Đây con này nó không bắt được, không dễ bắt được nó này. Con này cái này mình cứ sờ nó chui vào trong gầm luôn. Chắc là tối ngủ trong gầm này. Con này nó lông ngắn nhất này. Con này lông ngắn nhất này. Con này lông dài nhất này. Con cái kia cũng lông dài kìa mọi người. Con cái cũng lông dài. Đấy, bế vô xem nào. Đẹp phết đấy. Đấy, bế lên đẹp phết đấy. Đấy, ôi giời, mặt con này đẹp luôn này. Mặt con này đẹp luôn này. Con này cái này, mặt con này đẹp luôn này. Đấy. Rồi. Ôi, em lười chụp ảnh lắm. Đàn này nó cũng không được đẹp cho lắm. Nên là lên video mọi người thôi. Bác nào mà có cần thì với em số điện thoại nha. Còn em cũng không chụp ảnh biết gì nữa đâu. Đấy, nó cụ thể như này rồi. Đấy, số điện thoại em ghi trên màn hình ấy. Bác nào cần với em nhá. Khả năng em xích web em dừng video ở đây để em đợi một lúc nữa xem nào chủ nhà về thì em sẽ làm việc với chủ nhà. Đấy, đợi lúc nữa thì em về em sẽ nói chuyện với. Ở đây là cái, đây chỉ là một, có một bà già bà ấy ở đây thôi mà. Đây, tối chắc đây cái lán thôi, cái lán của người ta thôi mọi người ạ. Đây này, tối người ta ngủ đây để trông lán thôi. Chứ chắc là mới bị đền bù đất giếc các kiểu nên là ở chỗ này. Đây này, phần gà giếc củi giếc đóm này. Chắc tối người ta ngủ đây người ta trông đồ đạc ở đây thôi chứ còn thực ra là chắc là bà bảo có nhà cái nhà bên nào ấy. Đấy, bà bảo có nhà đâu ấy thế là em cũng không biết, hôm đi qua đây tranh thủ qua đây thì nhìn thấy thì hỏi thôi. Rồi ok, khả năng em xin phép dừng video ở đây thôi. Ai chưa đăng ký thì cho em xin nút đăng ký. Còn ai đăng ký rồi cho em xin một like, một chia sẻ. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị em trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của em. Đấy. Còn cái số điện thoại em ghi trên hình con đàn này em sẽ xử lý được mọi người nhá. Đấy, mọi người sẽ thương nó thì đưa nó về 100. Đấy, em sẽ xử lý được đàn này hai cái một được nhá mọi người nhá. Rồi ok, chào mọi người, hẹn mọi người video sau. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.